Yeah.
có tập giật mình nè trời. Hồi hộp quá rồi. Mà lệ quên. Mà không thấy đúng quá. Mà lệ quên. Thôi em làm mà lệ đi. Còn không thiếu quá. Oh.
Nè, nói đúng là tầm thưởng nha. Dạ. Vậy lệ thừa tướng là ai? Đàn ông. Không Bệ hạ đã nói rồi, thành cũng nói theo. Ừ. Theo cặp mắt tuế của thành. Có mắt khác nhiều. Dạ. Như ông kia nói con người bay qua bay lại. Còn thần nói với bệ hạ nghe là con người bay ở trước giữa. Là sao? Là sao? Dạ, con ở trước giữa nó là bông. Là bông, bông gì? Sắc bóng. Còn ba trên là con người được. Dạ, ở dưới là con người cái. Ba giữa là bông sắc bóng. Dạ bông. Vậy để thượng tướng là con trai là con gái? Dạ. Con đâu bệ hạ. Lễ thừa tướng đâu phải là đàn ông. Thấy chưa? Nè. Vậy lễ thừa tướng là ai? Dạ. Nói. Lễ thừa tướng đâu phải là con trai. Thì không phải là con trai vậy là ai? Dạ, ông lễ thừa tướng là thanh niên thì ổng có vợ. Chuyện chuyện nè, thì này cấp lương nha, cấp lương hai người luôn. Dạ. Tháng này không có lên lương. Dạ bệ hạ, bữa nay mình cúp bệ hạ. Còn có mấy tiếng con hầu nữa. Cấp lương, quyết định rồi. Ta sẽ kêu người thủ kho của ta là Trinh Trinh sẽ cướp lương. Nghe ta kêu đây. Dạ. Thủ kho lương ta đâu? Cái bà tính tiền phát lương này. Dạ mấy người để cùng nhau dạo cảnh nhàn vui vậy đó mà. À, dạ, trên thánh hoàng đã ban chỉ, hạ thần nào dám sai lời. Đúng lắm, mày là mẹ nó xương, phải vào tàu nữa, bắt một con ngựa, một con ngựa thắng hai yên, cánh lên. Dạ, bắt con ngựa rồi, một con ngựa thắng hai yên, cánh lên. Dạ, xin thiên nhân hãy cho thương tình. Không chịu đi chung. Dạ. Hai con ngựa nhanh lên. Dạ con đã. Tôi bị hà. Thế này. Mù hoa quý trong quanh giường vẫn nguyên. Liệu phất phơ như lưu lý khách tao nhân. Tôi bị hà. Tôi tình chi mà dạo bước phong trần. Đây là dạo thanh phong cát. Phong chất thường hồi. Đường tốt lắm. Vậy mời lễ hiền khanh. Mời bị mời. Mời.
Ôi bệ hạ, bệ hạ giơ tay phất cành liễu, sương động giơ tinh liễu, giơ trước mặt của hạ thần. Chưa chưa, tôi đóng nhận cho. Ôi, cái con gì xấu, cái tay nằm, cái gì chuyện cản hoài. Mời bệ hạ. Mời lễ gì? Mời bệ hạ. Ngày lễ hiền khanh đẹp quá. Đẹp không? Quá đẹp. Đẹp. Ông người chứ không khen cảnh đẹp hay là tôi đẹp? Tất cả đều đẹp. Dạ. Đây là cảnh đẹp. Cảnh đẹp hay là cảnh lễ? Cảnh lễ. Này lễ hiền khanh. Dạ. Sẵn đầy quán thờ, khanh hãy dựng mẫu đơn thi cảm hứng đi. Xin mạo phép thi nha. Mời. Dạ. Ổng thi. Dạ. Ổng thi. Dạ. Không biết có cái gì nữa. Ông sĩ đâu. Có đây là thấy. Dạ. Có cái gì nào. Xin nha. Mạo phép thi nha. Hậu phu thi. Xin phép không? Xin phép ai?
rồi đuổi uống rượu cho mày, đuổi còn bắt đầu lên thiên tử bắt gì? Giờ mời bê hà, mời hà, mời, mời, đặt đi trước hà, rồi đặt đi trước. Sai xịt là bầu rắn. Hay quá. Đồng năng, hút xương. Dạ. Rủ nhanh lên. Nhanh lên nhanh lên. Rủ 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 mời lên tướng nhanh lên. Rủ 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 mời lên tướng. Dạ, cầm cái bình lệ đó, mời cái ly thôi. Mời lễ hiện khách. Đừng đi. Không, mời bệ hạ uống. Dạ, mời bệ hạ. Rủ sao mời trắng. Dạ. Bệ hạ cứ ghi thôi. Chỉ cái điện tư đưa giấy tờ, đưa giấy tờ cho con dạy. Bệ hạ cứ ghi thôi. Hắn uống ba chân, mua khỏi uống và người tiếng đẹp dữ nha. Đúng rồi, như kiến của chồng cũng như đập uống hả? Dạ, đúng rồi. Lời Hiền Khanh. Mời bệ hạ. Mời lời Hiền Khanh. Dạ, dạ, kiến dĩ. Rót, 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 rót. Uống tiếp nha. Rót ta đi. Rồi. Rồi. Không chỉ chấm nhau lại nha. Hốt xương sắp trời rồi. Còn nay hốt xương. Dạ. Ghi vô, ghi vô, ghi vô. Sắp trời rồi. Mời lời Hiền Khanh. Mời bệ hạ. Dạ, ghi vô. Ghi vô nha. Dạ. Bà nãy là thắng rồi uống ba chương đúng không? Dạ. Bây giờ chấm nhau lại. Nếu mà ai thua. Ai thua. Thua nha. Dạ. Thua mới uống ba chương. Dạ. Uống ba chương. Chưa. Bà thêm ba chương. Dạ, ba chương. Dĩ chi. Sáu chương. Sáu chương. Dạ. Mời thua nha, đi đi thua lo lên nha. Dạ mời bệ hạ. Đi nữa phải không? Dạ. Nãy bệ hạ rồi chút lương em. Xong. Mời lại đi xong. Dạ. Đây ông thường tướng kiếm rồi đó. Đã thù quá. Mấy chú đẹp quá này. Rồi mời, mời. Bà để hạ đi thua. Bệ hạ đi trước. Dạ. Xin kính mời bệ hạ. Mời. I don't need you.
tâm liền khăn liền khăn đây hả đây hả lên đây đi tâm đây hả liền khăn tao không có ai đâu đây hả đỏ đỏ Yeah.
trông thấy sắc hiền thanh dường như mỏi mệt. Quân hầu bao nhiêu lễ thừa tướng vào thơ phòng án nghỉ đó nha. Dạ xin phép, xin phép con được mời hiền thanh. Mạnh lễ quân Âu Lạc ta dẫn kê bầu thoát hài chết rồi, lộ rồi.
vậy hả? Không xiết. Để bảo sang ở đời đây trò chuyện cho xíu. Không thời gian chờ đợi. Chết em rồi, đưa chị đi. Nghĩ lại sao mẹ cái. Ủa không chứ. Dạ. Tên gì? Dạ. Tên gì? Dạ. Tôi biết. Sợ. Tôi tiếc. Tôi tiếc. Là gì vậy? Dạ, anh là cái vợ. Được hả? Ra hai người nhìn được hả? Dạ. Thiếp không biết phải nói làm sao. Rồi bây giờ nè, lỡ dở rồi. Rồi. Xin hả bác chị. Chiều à. Bé Hà ơi. Đang là mặt giận mà không có hình. Chị em lại thừa tướng ra đây. Áo lột Mạnh Lệ Vương. Dạ. Tỷ nương ơi. Quái. Xong chưa tỷ nương ơi, chết em rồi. Tỷ nương ơi. Dạ. Xin thánh quân ban lệnh gia hình. Nhưng chỉ xin tha thứ cho mẹ cha khỏi chứ. Tôi hỗn độn năm dương sẽ không tha thứ cho bất cứ một ai. Sao cánh cứ mãi đè bọc khổ chứ. Để ta đang xanh từng đêm mưa.